Kim Lý khoe body khét lẹ, nhảy múa cực sung. Hà Hồ có phản ứng gây chú ý. Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ nhìn thấy khoảnh khắc ông xã Hồ Ngọc Hà bùng xòa đến thế. Mới đây Hồ Ngọc Hà đã cảm nhận khoảnh khắc vô cùng bình yên bên cạnh ông xã Kim Lý. Kim Lý cỡ trần khoe body khét lẹt, hình ảnh đầy mát mẻ của anh khiến dân tình thích thú. Đặc biệt khi bất chợt nghe một bản nhạc cực sôi động vang lên, Kim Lý còn nhảy múa cực điệu nghệ. Hồ Ngọc Hà cũng đính kèm dòng chú thích: ôi cá gặp nước. Qua chia sẻ của nữ ca sĩ, có thể thấy Kim Lý cũng là một người rất yêu âm nhạc. Kim Lý và Hà Hồ là cặp đôi đình đám nhất showbiz. Cả hai đã có 6 năm bên nhau và có hai nhóc tỳ đáng yêu. Kim Lý từng chia sẻ về Hà Hồ: cô ấy luôn hướng về gia đình. Tôi nghĩ hầu hết những người phụ nữ Việt Nam đều có phẩm chất tuyệt vời này. Bạn sẽ không nghĩ rằng một người phụ nữ bận rộn như Hà, một nữ hoàng gia trí, luôn tỏa sáng, có thể trở về nhà chăm sóc con cái và cả ba mẹ chồng. Nhưng cô ấy có thể làm tốt tất cả. Thật sự cô ấy rất quan tâm đến gia đình và dành nhiều sự tôn trọng cho họ. Khi được hỏi có cảm thấy bản thân bị lép vế trước vợ mình không, Kim Lý tiết lộ: khi tôi xuất hiện cùng cô ấy tại sự kiện, tôi thấy hầu hết khán giả đều dành sự ngưỡng mộ cho Hà. Tôi thật sự tự hào. Sau khi kết thúc sự kiện và về nhà, Hà trở thành một người vợ và một người mẹ tuyệt vời của những đứa trẻ. Tôi còn nhìn được những thứ hơn về cô ấy đằng sau những hào quang. Sự nổi tiếng của Hà là điều khiến tôi tự hào, chứ không phải là thứ khiến tôi cảm thấy lép vế. Nếu tôi để tâm đến những vấn đề đó, chúng tôi đã không đến được với nhau. Tôi yêu Hà không phải vì cô ấy là người của công chúng. Đối với tôi, sự nổi tiếng, danh vọng không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta đâu thể xây dựng tình yêu, gia đình hay một mối quan hệ với danh vọng. Tôi yêu Hà vì cô ấy luôn dành sự quan tâm cho gia đình, bạn bè. Hà có thể là một người rất thoải mái, phóng khoáng khi tham gia một buổi tiệc hay một người cuồng nhiệt khi đứng trên sân khấu. Nhưng sau tất cả, vợ tôi luôn hướng về gia đình. Tôi rất tôn trọng điều đó và nó trở thành lý do tôi muốn sống chung với Hà. No, no.